Nội dung của cuộc diễn tập là tổ chức tiếp nhận, cách ly, cấp cứu, chuẩn đoán, điều trị và xét nghiệm, khử khuẩn cho đến xử lý tử thi được thực hiện khẩn trương với sự giám sát nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola do Bộ Y tế ban hành. Đặc biệt là quy trình chống nhiễm khuẩn để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cho cán bộ y tế và cộng đồng. Bên cạnh việc hướng dẫn phác đồ điều trị, bên cạnh việc hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn, bên cạnh việc tăng cường truyền thông nhận thức của cán bộ y tế, thì các hoạt động của khu vực trực tiếp trong bệnh viện thực sự là những bài học kinh nghiệm để phổ biến cho toàn thể hệ thống khám bệnh chữa bệnh ở Việt Nam. Qua cái buổi diễn tập này, thì ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức của bệnh viện được tăng lên, và khi chúng tôi đã có thông tin về người bệnh thì không có gì ngỡ ngàng với cái việc tổ chức tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân. Ngay sau buổi diễn tập, Bộ Y tế đã họp để rút kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh tới việc phân luồng bệnh nhân và quy trình khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Sở Y tế các tỉnh thành phố phải tập trung chỉ đạo các cơ sở chữa bệnh công lập và tư nhân tổ chức tập huấn, cập nhật hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola nhằm phát hiện sớm ca nghi ngờ nhiễm để cách ly điều trị kịp thời, phòng lây nhiễm. Các bệnh viện tuyến tỉnh phải tổ chức diễn tập phòng chống Ebola, đồng thời tăng cường truyền thông để người dân hiểu và đến cơ sở khám chữa bệnh để cách ly điều trị khi có các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola.